Ok, now right. Hi. Welcome to the review on running event. I'm Naokiyoshino from Paytech. I'm staying at Japan now. And he is a NAM. He work at Paytech Vietnam in Ho Chi Minh City as a software engineer. Let's study review. So this is a part three session. So let's start. Oh, by the way, it's just a conversation. So today is a national holiday in Japan. I'm staying at my house. Tomorrow is also the national holiday. So tomorrow was was a sports day. Sports day is also Olympic Tokyo Olympic ceremony. So Okay. but it's so government cannot change so public holiday. Yeah, so it's but by the way, it's in Tokyo is so coronavirus affected. Increasing. So today's news was 300 over 300 infected people. Yeah, but in Vietnam it's a stay right? Yes. Yeah. It's Oh yeah. people always going work normally now in Vietnam. Oh okay. Yeah. So you can so it's a Start. very safe place. Oh that's okay. Yeah. Anyway, so let's get our review. So this is Vietnamese event, so Nam can speak in Vietnamese. So Right. Thank you, let's start. Hoshino-san. Yeah, thank you, Hoshino-san. Yeah, I will start the streaming session now. Xin chào các bạn. Như Mr. Hoshino đã giới thiệu thì nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu về phần tiếp theo của lab view basic, view cơ bản. Thì trước hết thì mình muốn là qua về những nội dung mà mình đã nói ở phần trước. Thì ở phần trước thì chúng ta đã nói về thiết kế fan panel design cho ứng dụng của LabVIEW, tức là cái user interface ấy, cái giao diện cho người dùng. Thì chúng ta thiết kế từ những cái công cụ như là chỉnh hàng, chỉnh lối, chỉnh kích thước, hay là đổi màu, hay là các cái phong cách thiết kế khác nhau, các cái style khác nhau như là modern, next gen, hay là những cái phong cách mà chúng ta có thể download từ những cái thư viện online về. Sau đấy thì mình đã nói về phần loop property, tính chất của và cái tính chất của loop, ví dụ như là turner thì có những cái mode như là indexing, tức là lấy giá trị lấy tất cả giá trị, hoặc là last value lấy giá trị cuối cùng, hoặc là concatenate tức là ghép các giá trị vào thành một cái chuỗi array cùng không mà không thay đổi kích thước, không tăng chiều kích thước. Ngoài ra thì còn có shift register và conditional loop, tức là cái điều kiện để dừng một cái loop, một cái vòng lặp. Thì cái phần hôm nay ấy, thì sẽ nội dung sẽ có hai phần chính là LabVIEW module, tức là các cái module trong LabVIEW. Ở đây hiểu là những cái sub VI, những cái VI nhỏ hơn. Và phần thứ hai là về các thiết lập cho vị cho chương trình trong LabVIEW, Virtual Instrument VI. Thì ở đây là VI property. Thì phần đầu tiên là LabVIEW module thì mình sẽ hướng dẫn cách khởi tạo cũng như là sử dụng thiết lập để sử dụng một cái sub VI trong trong LabVIEW. Thì thứ nhất là mình muốn nói qua tức là sub VI là gì. Thì mình hiểu cơ bản thì sub VI là cũng là một chương trình thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái mục đích cụ thể và thường là một mục đích rất là basic, cơ bản. Ví dụ mình muốn một cái sub VI sẽ làm một việc gì đấy thôi, chỉ một hoặc một vài function cơ bản ở đấy thôi, và cái function đấy sẽ được sử dụng rất là nhiều trong chương trình. Thì chúng ta sẽ nên tạo một cái sub VI và sẽ chúng ta sẽ sử dụng cái sub VI đấy trong trong chương trình chính của chúng ta rất nhiều lần. Thì nó có tác dụng rất là tốt trong việc là làm tinh gọn cái chương trình, bởi vì ví dụ như một đoạn code mà các bạn có thể thu nhỏ vào trong cái sub VI ấy, thì chia ở trong trong cái chương trình chính ấy, thì sẽ chỉ là một cái block thôi, một cái gọi là một cái block, một cái cổng logic thôi để mình xử lý chương trình, chứ không cần thiết là phải
lặp đi lặp lại một cái đoạn code trong chương trình chính và nó sẽ rất là mất thời gian và chương trình rất là dối, thì đấy là lý do sử dụng Spark BI. Ngoài ra thì khi sử dụng Spark BI thì việc debug cũng như là nâng cấp chương trình nó cũng dễ dàng hơn, vì vì các bạn chỉ cần sửa một cái Spark BI thôi thì nó sẽ tự động sửa tất cả các cái vị trí mà cái Spark BI được sử dụng, nó sẽ cập nhật hết và là toàn bộ những cái chỗ mà có cái Spark BI nó sẽ cập nhật theo, vì vậy là chỉ cần sửa một lần là các bạn có thể sửa được tất cả. Thì đấy là lý do mà nên sử dụng Spark BI trong trong LabVIEW. Thì đây mình cũng nói là nó sẽ làm tinh gọn chương trình cũng như là làm cái chương trình dễ sử dụng cũng như là được tái sử dụng cho những ứng dụng khác. Thì cái cách để tạo một Spark BI thì sẽ tạo một cái ví dụ cho mọi người. Thì đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái ở đây mình sẽ dùng một cái ví dụ mà trước đây mình đã làm rồi. Đây là ví dụ đổi từ nhiệt độ C sang nhiệt độ F, nhiệt độ C nhiệt sang nhiệt độ F. Thì mình sẽ tạo nhanh cái chương trình đấy để dễ hình dung hơn. Thì công thức để chuyển đổi nhiệt độ C nhiệt độ F thì sẽ là độ C nhân với cả 1,8 2 sẽ bằng độ F. Viết đây để dễ hình dung. Okay. Cái chương trình này. Nhân. Trên function panel thì mình sẽ tạo một cái cổng hiển thị. Thì đây là một cái ví dụ, mình ví dụ đây là một cái rất là cơ bản để đổi nhiệt độ C độ F. Thì bây giờ nếu mà mỗi lần các bạn chạy chương trình chính mà bạn cần cái function này thì các bạn sẽ phải làm lại tất cả những bước này thì rất là mất thời gian. Thì các bạn có thể làm một cách đơn giản là các bạn sẽ tạo ra một cái Spark BI với cái bước như này sẵn. Thì cách hiện tại như sau. Đầu tiên là ở trên front panel này, các bạn sẽ thiết lập cổng input và output cho nó, tức là đầu vào và đầu ra cho nó, thì ở trên cái góc trên cùng này các bạn sẽ thấy có một cái bảng có những cái ô chia như này. Thì các bạn hình dung là phía bên tay trái, tất cả cái nửa bên trái này thì sẽ là input, và phía bên phải thì sẽ là output. Thì các bạn chọn một cái bất kỳ, ví dụ như mình chọn cái đầu tiên này, ấn vào nó thì nó sẽ có một cái hình như là kiểu nối dây như thế này. Và các bạn chọn cái đầu input, gọi là cái đầu control vào. Chọn vào một cái control mà bạn muốn. Chọn ở đây là cái temperature scale. Thì ở đây có nghĩa là khi mà cái VI được sử dụng ấy, thì cái đầu nối vào này của nó sẽ là sẽ cái giá trị input ở đây sẽ được được plug in vào cái nhiệt độ C ở chỗ này. Tương tự như thế mình cũng sẽ làm với output của nó là đầu ra. Thì sẽ là một cái ở phía bên đối diện, ở phía bên phải này. Bất kỳ nhá, các bạn không nhất thiết phải chọn yêu đầu tiên, có thể chọn bất kỳ mình chọn ô khác đi, ô dưới cùng nhá. Và các bạn chọn ra một cái indicator thì nó sẽ là cái indicator là output. Rồi thì đây là cách cơ bản thì mình sẽ xếp cái chương trình này lại. Cái chương trình là temperature conversion cái VI như vậy. Thì bây giờ mình sẽ mở một cái VI mới ra, mình giả sử đây là main VI, là cái VI chính của mình nhỉ. Thì vậy mình có thể gọi cái vị sub VI lúc nãy mình vừa mới khởi tạo ra bằng cách là ấn ở trong block diagram thì ấn phải chuột rồi ấn select your VI. Thì lúc này thì lúc này sẽ mở ra cửa sổ đường dẫn để các bạn chọn cái VI mà các bạn vừa khởi tạo lại. Thì đây chính là cái VI mà mình đã khởi tạo lúc nãy.
để xem nó cách là kích phải chuột thì thấy là có temperature conversion VI này. Thì đây là cái VI mình vừa mới tạo ấy để. Và lúc này các bạn sẽ thấy là ở đây có một cổng input, là đầu vào nó sẽ là nhiệt độ C và đầu ra là nhiệt độ F. Thì đấy sẽ là cái đầu vào và đầu ra của chương trình giống như là khi các bạn tạo ở đây. Giống như vậy và ra. Thì đấy là cách để các bạn config input cho output. Thì trong một VI, trong một cái sub VI thì có thể có rất nhiều, như các bạn thấy ở đây là có thể có đến một rất nhiều cổng input output tùy các bạn sử dụng, và các bạn không cần thiết phải dùng hết. Tuy nhiên là nếu trong trường hợp thiếu, các bạn có thể tăng cái số lượng cái cổng này lên bằng cách là kích vào cái logo này, cái hình ở đây, và chọn cái pattern. Đây, thì ở đây chẳng hạn là mình dùng cái này là cái cơ bản này, mình có thể tăng cái số lượng input output lên bằng chọn cái hình này, cái hình phía cuối này nó sẽ có rất nhiều cổng input output cho các bạn chọn. Thì đó là cách để các bạn có thể tăng, nếu mà trong trường hợp ứng dụng bạn cần nhiều input output hơn thì bạn có thể chọn này, chọn những cái pattern lớn hơn như này. Thì đấy là cách để config input output. Ngoài ra thì các bạn có thể thay đổi logo, thay đổi cái logo icon cho một cái sub VI. Thì để thay đổi logo thì bạn có thể nhìn thấy ở trên góc màn hình, ở trên cả front panel và block diagram đều có một cái hình logo nhỏ nhỏ như thế này. Thì các bạn sẽ đáp một click vào đấy, nó sẽ hiện ra cái gọi là cái tool icon editor để thay đổi cái logo cho chương trình. Thì trong này sẽ có những cái như là template, là cái như kiểu một cái template có sẵn thì để thay đổi logo. Thì thứ nhất là các bạn có thể thêm text vào, ví dụ như ở đây mình sẽ ghi chữ là em CNV temperature conversion, có thể đổi màu nhé, mình sẽ để màu đỏ nhé. Thì trong lab view ấy, thì nó sẽ có sẵn một cái template sẵn như này, là có hình, cái hình ở dưới này thì các bạn có thể bỏ đi, các nhật chuyển vào phần layer này và tắt cái chỗ hình cái mắt này, tắt nó đi thì nó sẽ biến mất. Thì các bạn để tùy ý bạn chọn cái thay đổi cái logo mà không phải ấy. Bạn có thể xóa nó luôn nó đi, nếu bạn cảm thấy không cần thiết nữa thì xóa luôn nó đi cũng được, chọn đi và xóa luôn đi. Thì đây mình sẽ đầu tiên sẽ là chọn thay đổi cái chữ, bạn có thể thay đổi cả kích thước chữ nữa, có nghĩa là tăng giảm ở đây, cả font chữ. Nhưng mà thường trong logo thì cái pixel rất là nhỏ, vậy nên là mình khuyến khích là chỉ nên dùng cái small font, đấy là cái là nó phù hợp nhất khi mà dùng để làm logo. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm một vài cái icon, ví dụ như là ở đây mình ứng dụng một vài cái hình vẽ để cho nó dễ hình dung hơn. Thì ở đây các bạn thấy là trong có một cái thư viện có sẵn, trong cái clip này có một cái thư viện có sẵn các cái hình vẽ, các bạn hãy đưa vào. Ví dụ mình sẽ tìm một cái về nhiệt độ, tìm cái hình nhiệt độ này ạ, và mình đưa nó vào. Thì với chương trình mình sẽ có thêm cái hình nhiệt độ nữa thì nó dễ, nó sẽ cái này tùy theo ý các bạn mà thiết kế. Và phần cuối cùng là phần layer, thì ở phần layer thì mình có thể tạo thêm những cái layer khác, tức là những cái lớp khác trên chương trình. Bây giờ mình có thể vẽ một cái vòng bên ngoài này cho nó ạ. Để cái logo nó dễ hình dung. Thì thông thường trong một ứng dụng ấy, thì mình sẽ có xu hướng là thiết kế nó theo một cái công thức nào đấy. Ví dụ như là mình sẽ có hai cái vạch ở đây ạ, để nó có tất cả những cái sub VI khác trong chương trình, trong một cái ứng dụng nào đấy, thì mình sẽ theo một format, tức là một cái layer gốc như thế này, và bên trong nó chỉ là khác cái chữ ở trong và cái hình vẽ ở trong, độ minh họa ở trong, thì nó sẽ thành một cái bộ các cái sub VI hỗ trợ cho cái chương trình chính, thì nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Thì đây, ví dụ mình đã ok với cái thiết kế này ạ. Đổi vị trí này. Thì ở đây bạn để thấy là cái logo mới đã được upload lên chương trình, đã được hiển thị lên trên và trong cái chương trình chính ở bên này, thì nó sẽ được tự động cập nhật theo đúng những cách các bạn thay đổi. Thì đấy là cách các bạn thay đổi để các bạn chỉnh sửa cũng như là tạo ra một cái icon cho sub VI cũng như cho chương trình của các bạn. Thì nó sẽ giúp các bạn trong khi mà lập trình sẽ biết được là nó là cái sub VI này để làm gì, sẽ dễ để hình dung hơn. Thì
Đó là phần đầu tiên của hôm nay, đấy là tạo ra một sub API. Thì đương nhiên là cái sub API này cũng có thể sẽ được sử dụng trong main, thì lúc ấy các bạn sẽ thiết lập những cái như là những cái logic khác để sử dụng nó. Ví dụ như ở đây là có đầu vào nó là input là nhiệt độ C à? Thì các bạn sẽ tạo ra một cái ra một cái điều khiển ở đây và nối vào, và cũng như thế là cái đầu ra, cái output. Thì lúc này cái VI này sẽ được sử dụng rất là đơn giản, là chỉ một cái block như thế này trong chương trình thôi. Nó sẽ gọn hơn rất là nhiều với những cái VI mà có cái lượng thông tin phải xử lý, gọi có cái lượng gọi là logic lớn ấy. Thì các bạn sẽ gói nó gọn vào trong một cái như này, để cái chương trình chính của bạn sẽ nhìn rất là gọn hơn. Ok, thì đấy là cách bạn dùng tạo cũng như là sử dụng cái sub VI. Thì phần tiếp theo ấy, thì mình sẽ nói về các thiết lập trong trong VI, thiết lập cho chương trình trong trong LabVIEW. Thì mình sẽ trở lại cái ví dụ này, là cái sau ba mình mới tạo lúc nãy xong. Thì để mở cái cửa sổ VI property ấy, thì các bạn thể ấn vào file và ấn vào cái menu này, VI property ở đây, hoặc là các bạn thể dùng phím tắt là Ctrl Y thì nó hiện ra cửa sổ VI property này. Thì ở đây thì sẽ có rất nhiều, trong có một cái category, một cái list, drop list ở đây có rất nhiều thứ các bạn có thể xem và chỉnh sửa để thiết lập cho một cái VI. Thì mình sẽ nói qua từng cái. Thì phần đầu tiên thì sẽ là general, tức là topic cơ bản đấy. Thì đây mình sẽ có cái logo ở đây, và các bạn thì chỉnh sửa cái logo ở chỗ này, okay, ấn edit icon đây để chỉnh sửa logo giống như các bạn đã phục kích ở trên 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 trong chương trình. Ngoài ra thì bạn có thể thiết lập thông tin cũng như là ví dụ như là cái version thông tin, ví dụ như là cái vị trí của cái VI này ở đâu để xem cái thông tin đấy. Và revision history là cái thông tin về lịch sử của chương trình. Và để thêm ở đây ví dụ như là revision 1 thì sẽ là tạo, và có thể viết bằng tay vào nhé, tạo API thì sẽ có hiện tượng, sẽ có ngày tháng, và ở cái phiên bản đầu tiên thì sẽ là tạo API này. Revision 2 đó, thì các bạn có thể add này vào đây và xem cái khác. Có thể khi mà người ta chọn được cái này, người ta sẽ xem được là cái VI đã được chỉnh sửa như thế nào, cũng như là cái lịch sử của nó và các revision chỉnh sửa như thế nào. Thì đấy là phần đầu tiên là phần general. Phần thứ hai là phần memory usage. Thì phần này cũng chỉ có tác dụng để xem thôi, tức là bạn sẽ xem được cái thông tin về bộ nhớ của chương trình, ví dụ như là cái độ lớn nó là bao nhiêu và nó tốn bao nhiêu tài nguyên trong chương trình. Thì đấy là cái phần này sẽ để xem chương trình là cái độ lớn cũng như là cái độ và tài nguyên của nó, sẽ nó cái máy tính nó sẽ phải sử dụng bao nhiêu tài nguyên để chạy cái chương trình này. Phần thứ ba là documentation. Thì ở đây sẽ có như VI description, tức là cái mô tả cho cái VI này. Cái VI này mục đích để làm gì ạ? Thì họ sẽ viết đây là version Celsius to Fahrenheit. Thì các bạn để biết cái description, đưa cái thân mô tả cho cái VI, cái mục đích nó để làm gì. Hoặc là các bạn có thể nối một cái help tag, tức là một cái như kiểu một cái hướng dẫn sử dụng. Thì bạn để viết cái đấy ở một cái file khác, file ngoài, và bạn gắn nó vào đây. Thì lúc ấy khi người dùng họ mở cái này, họ sẽ đọc được xem là cái chương trình này dùng để làm gì. Trong cái help nó sẽ chi tiết hơn, ví dụ như những cái sub VI mà ở những cái ứng dụng mà có nhiều chức năng nhỉ, thì cần một cái gọi như kiểu hướng dẫn sử dụng ấy. Thì các bạn thể nội ấy nó vào đây thì nó sẽ có thông tin chi tiết cho người dùng. Thứ ba là revision history. Thì phần này sẽ có cái cách để các bạn thể xem được cái revision history, cái thông tin lịch sử của ứng dụng. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái setting ở đây. Thì đây thì
nếu bạn tích cái box này thì sẽ không không chỉnh sửa gì cả, tức là sẽ người dùng sẽ phải tự động đưa các cái thông tin region vào. Còn không ấy, thì khi bạn bỏ này và chọn từ cái này thì cái đầu tiên sẽ là như là mỗi một lần các bạn save, tức là gọi là copy save cái chương trình lại, thì nó sẽ tự động, nó hỏi, nó sẽ tự động add cái entry ở trong cái revision history là ngày hôm nay đã chương trình đã bị thay đổi. Và các bạn có thể thêm yêu cầu là người dùng sẽ phải comment là đã thay đổi cái gì, hoặc là khi mà đóng chương trình hoặc khi save chương trình và record lại. Thì đấy là cái những cái setting để chương trình nó tự động lưu trữ lại những cái thay đổi. Thì khi mà một chương trình mà có nhiều người cùng sử dụng cũng như cùng 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 lập trình ấy, thì cái function này sẽ tốt cho việc là mỗi người sau khi chỉnh sửa chương trình và xếp lại ấy, thì nó sẽ có một cái yêu cầu là người dùng sẽ phải đưa thông tin vào là mình đã thay đổi cái gì, giúp cho những người khác có thể theo dõi được. Thì đó là phần revision history. Phần editor option thì phần này thì sẽ dùng để thiết lập cái đầu tiên có hai cái là cái grid, tức là cái những cái ô kẻ ở trong chương trình, trong fun panel này, cũng như là cái thiết lập cái kích thước cái ô kẻ, cũng như là cái độ lớn khi mà ví dụ mình chạy cái chương trình như thế này, mình kéo nó sang thì nó sẽ sang một cái mỗi lần cái thay đổi vị trí của nó sẽ là bao nhiêu. Thì đấy là cái trong edit option. Ngoài ra phía này thì sẽ có set cho cái default style, tức là cái phong cách thiết kế mà default, tức là gốc của nó, thì thông thường nó sẽ ở modern style. Tuy nhiên là các bạn thay đổi cái này thành cái khác, thì khi mà đã thay đổi đấy thì khi mà ví dụ ở một cái post như này, các bạn có thể dùng cái cách nhanh là ví dụ như tạo một cái control ở đây nhỉ? bên box là ra à, mình xin lỗi. Đây, mình sẽ tạo một cái control ở đây. Thì lúc này cái control này sẽ theo cái style gọi là default của chương trình. Thì ở đây mình đã chọn là modern đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi sang next gen nhỉ? Và làm cái bước tương tự như vậy. Là cũng tạo một cái control. Các bạn thấy là cái control này theo một cái style khác chứ không phải cái style ban đầu, nó là cái style của next gen, của cái design style này. Thì cái này sẽ có để giúp ví dụ bạn biết là cái chương trình bạn sẽ dùng cái style nào rồi, thì bạn thay đổi cái function ở cái setting ở chỗ đấy thành cái loại mà các bạn muốn là theo style. Thì tất nhiên ở đây nó chỉ có những cái cơ bản thôi, là modern hay classic hay gì đó, chứ nó sẽ không có những cái mà như kiểu những cái library như kiểu DMG như lần trước mình có download ở trên mạng về ấy, thì cái này sẽ không có ở đây, không có sẵn, bạn phải tự đưa từng cái một. Phần thứ tiếp theo sẽ là protection, thì là phần bảo mật. Ở đây thì các bạn có thể set cái password cho hoặc là lock cái chương trình để xem là người khác sẽ không thể nào thay đổi chương trình của bạn, hoặc là set một cái password để cái bảo mật, mã bảo mật, để khi nào mà phải có mã bảo mật thì mới có thể thay đổi được chương trình. Phần tiếp theo là phần window appearance, tức là phần giao diện cho cái ứng dụng. Thì ở đây có vài cái cơ bản gọi là default. Thì mình cũng có thể customize nó cái chi tiết, thì ở đây mình sẽ nói chi tiết hơn ở trong này. Từ về cơ bản thì trong này sẽ mỗi cái nó sẽ có một cái gọi là cái default, cái setting khác nhau. Thế nhưng mà mình có thể tùy chỉnh nó bên trong này, customize này. Thì trong này sẽ có những cái như là những cái thông tin sẽ được hiển thị ở trên chương trình. Để anh Dung mình sẽ cho xong đây. Đây sẽ có rất nhiều cái tick box này, các bạn xem đây, thì khi mà chọn cái tick box này thì nó sẽ tương ứng với từng cái thông tin được hiển thị. Ví dụ như ở đây là sẽ mình bỏ đây thì chương trình sẽ không có cái title bar là cái thông tin cái thông tin ở trên này, thông tin gọi là tên của cái chương trình, của cái API thì sẽ không hiển thị. Ngoài ra cái menu bar này cũng có thể tắt ra đi. Tức là ở trong khi mà trong quá trình lập trình ấy, thì mình sẽ hiện tất cả những cái lên mình cần những cái thứ này. Tuy nhiên là khi chạy ứng dụng thực tế thì có thể là mình sẽ không cần cái gì, mình tắt bớt đi. Ví dụ như là menu bar này, hoặc là đây là cái scroll, tức là cái thanh cuộn của chương trình, có thể tắt nó đi. Ví dụ chương trình mình chỉ nhỏ nhỏ thôi, mình không cần phải có cái thanh cuộn làm gì cả, thì mình sẽ tắt nó đi. Ngoài ra cũng sẽ có cả cái tool để debug, ví dụ như là cái nút chạy, cái nút mũi tên để chạy chương trình thì cũng sẽ giấu đi. Nút dừng thì những cái nút này sẽ chỉ dùng khi các bạn thiết kế lập trình cho chương trình, hoặc là khi bạn debug nó, chứ còn lúc mà bình thường thì cho khách hàng thì không cần những cái nút này nữa. Thì các bạn, thì lúc mà trước khi giao khách hàng thì bạn sẽ phải tắt những cái nút này đi để nó không hiển thị nữa. Trông nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Em sẽ thử nhé.
tạo một cái ở đây cho một cái loop để cho nó chạy liên tục. Tạo control này đây. Và để thấy là bây giờ chương trình của mình là không có những cái như là cái chương trình của mình sẽ không có cái gì hết, đã giấu toàn bộ những cái thiết kế đấy đi, chỉ có cái cửa sổ chương trình thôi. Đấy là cách các bạn hãy chỉnh sửa cái giao diện, cái thứ hiện được hiển thị chương trình ở phía bên này. Ngoài ra phía bên này thì sẽ có những cái ví dụ như là cho phép người dùng được thay đổi kích thước, được resize window này, được thay đổi kích thước này, được đóng chương trình này, được thu nhỏ chương trình này, hoặc là chạy ở trong shortcut. Thì đấy là cái để cái chương trình khi mà chạy bạn cho phép người dùng làm những cái gì bạn cũng có thể chọn ở đây. Hoặc là ở đây có một cái gọi là window behavior, thì tức là cái này ấy, có nghĩa là khi bạn set ở mức default ấy, thì chương trình sẽ chạy song song, ví dụ chương trình sẽ chạy và các bạn vẫn có thể tác động vào những chương trình khác được ở mức default. Còn khi bạn chọn floating ấy, thì có nghĩa là sẽ chạy trên cùng. Và khi mà chọn cái function này thì chương trình sẽ chạy, sẽ được ưu tiên để chạy, chứ nó không, nó sẽ chạy đè lên những cái khác và những cái khác bạn sẽ không thể chỉnh sửa được. Thì đấy là cái behavior chỗ này, thì nó sẽ chi tiết hơn, mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn ở phần khác, tại vì cái này nó phụ thuộc vào ứng dụng của chương trình rồi. Thì đấy là cái window appearance. Và tiếp theo là window size, thì nó cũng giống như tên gọi là sẽ set cái kích thước cho chương trình. Cửa sổ ứng dụng khi mà chạy thì nó sẽ có kích thước như thế nào thì mình sẽ set ở đây. Phần tiếp theo thì sẽ là runtime position, thì cái này có nghĩa là cái vị trí cửa sổ chương trình nó chạy trên cái màn hình của chúng ta. Ví dụ khi chương trình nó chạy thì bạn muốn nó ở đúng vị ở giữa, chính giữa màn hình, hoặc là ở một cái vị trí cụ thể nào đấy, thì bạn để set ở chỗ này. Các nhà vào phần custom và chọn một cái vị trí nào đấy chương trình bằng cái này theo cái tọa độ này, hoặc các bạn thể đưa chương trình đến một cái vị trí mà các bạn muốn, ví dụ như mình muốn nó chạy ở chỗ này đây ạ. Navigation thì mình sẽ set vào đây và set cái đúng cái vị trí này, thì lúc ấy chương trình khi mình chạy thì nó sẽ chạy đúng cái vị trí của chương trình mà thôi, chứ nó không chạy ở một chỗ khác, là nó không, mình sẽ muốn ở vị trí cụ thể. Okay. Phần execution này thì phần này sẽ là thiết lập cái thiết lập cho chạy ứng dụng chương trình. Thì ở đây mình cái này nó khá là nó có vài cái checkbox ở chỗ này. Thì cái đầu tiên thì sẽ là allow debug, tức là cho phép được debug chương trình. Cái re-entrain tức là để tái lập chương trình, tức có nghĩa là khi mà chương trình các bạn chạy nó cho phép người dùng chạy một lần, tức là tạo ra, tức là mỗi lần chạy nó chỉ chạy một chương trình thôi, hay là nó sẽ tạo ra những cái clone, tức là nó sẽ chạy được nhiều lần tại những vị trí khác nhau. Thì cái này nó sẽ được ứng dụng khi mà cái chương trình các bạn, mỗi một cái sub VI ấy, sẽ ứng với một cái server hay một cái người dùng cụ thể đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái cửa sổ riêng biệt cho mỗi một cái người dùng nhỉ. Thì lúc ấy nó sẽ tạo ra những cái clone khác nhau để nó chạy song song. Thì cái này nó sẽ có nghĩa là mỗi cái clone sẽ share thông tin với nhau,
hoặc là những cái clone ấy, những cái chương trình clone ấy nó sẽ không chạy riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với nhau. Thì đấy là cái để set cái chỗ execution này. Ngoài ra các bạn cũng có thể set priority, tức là cái ưu tiên của nó. Thì có những cái như là chạy ưu tiên thấp này, ưu tiên bình thường này, hoặc là ưu tiên cao hơn để nó chạy đầu tiên ạ. Người ta cũng có một vài cái setting ở dưới này, checkbox dưới này, ví dụ như là cho phép tự động error handle, tức là chỉnh sửa, gọi là kiểm tra lỗi ấy. Hoặc là chạy khi mà được mở ra, tức là cứ mở ra sẽ chạy. Vài cái option khác ở đây. Thì đây là cái phần execution dành cho execution property dành cho VI. Phần cuối cùng sẽ là print option, tức là thiết lập in. Tức là ví dụ như các bạn thiết kế ra một cái fan panel, các bạn cũng có thể, các bạn muốn in nó ra để làm tài liệu cho nó, thì ở đây các bạn sẽ set cái pinning option này. Thì nó sẽ có pin những cái như là header này, hoặc là set một cái margin, một cái kích thước margin nào đấy cho VI, cũng như là set những cái như là tạo cái khung dành cho cái front panel, cái khung phía ngoài, hoặc là tự động scale để nó vừa vào cái trang ạ. Tự động scale cái front panel, scale cái block diagram nó vừa vào cái trang giấy. Thì đấy là cái chỗ này sẽ dùng để set cái pinning option này, thì khi trong giờ các bạn muốn in chương trình ra giấy thì sẽ dùng cái chỗ này. Thì đấy là những cái thiết lập dành cho VI. Thì trong này ấy, thì hầu như mình thấy là những cái cơ bản nhất hay dùng là những cái ví dụ như là revision history này, khi mà dùng trong một cái dự án mà có nhiều người cùng tham gia ấy, thì sẽ có cái này, nên có cái này, sẽ sử dụng cái này rất là nhiều. Và ngoài ra thì có cái appearance, appearance window size, kích thước window, cũng như runtime position. Thì đấy là những cái mà rất hay sử dụng trong thực tế. Thì đấy mình đã giới thiệu qua những cái về VI property thiết lập cho VI trong LabVIEW. Yes, Hoshino-san. Yeah, I just finished the topic for today. Okay. Can you summarize? Yeah, so today we have covered the process of creating a sub VI. So we have covered like how to config the input and output, and creating a VI icon, and how to call the VI from the sub VI and use in another main VI, for example. So that's the first session. And in the second session, we cover all the VI property. So in the VI property menu, we have the general, the memory usage, the documentation, revision history, editor option, the protection, and a few like the window appearance, size, runtime position. And then we have explained the execution setting property and the printing option for printing the VI. So yeah, so we briefly cover all the purpose of the VI property in each of the panel. Yep. Okay, so regarding the sub VI, I think you can share some example. Let's open the LabVIEW. And you can, I think there are some functions. Is there so how to say function parent? Yeah. Okay, so I will show
I think it is, so Sabia is a library. So if you can show you the VI tree. So the what? Maybe VI tree. VI tree, can you? Do you know the VI tree? I'm not sure. I'm sure. I maybe you here. can show them or some of the function bread of the, for example, DuckMX or some library. Okay. Yeah, instrument library. Yes, Agilent, yeah. And the VI3, it's the right one. Yeah, VIT, yeah. And please open it. This is not, okay. Oh, yeah, this is it, yeah. So this is a VI, sub VI. So Ravio is a very important, so function is a sub VI. So this is an example is a so Agilent is a now is a key site is a so 34401 right? 34401 yeah. It's a digital multimeter instrument, right? I think so. And so Ravio has a so instrument library. It's a this is a so all icon is a, so created by the Ravio. And so this is a function is a initialize configure is a how to say device a utility clause, and so this function can download from the instrument company website or national instrument NI website, or you can install the instrument driver so from the third party, like a Tektronix or Hioki, Kikusui or Keysight. And so not only NI, but also lots of so instruments or so and the measurement instruments maker provide a Ravio. So it is very powerful tools. So we can download the instrument driver so we can easy to understand. So normally we have to check the so command on the of the instruments maker manual, but Ravio provide to the so library instrument library, so easy to understand. So for developer, for software developer, is can easy to study that using Ravio. So Ravio is a more easy to like so understand the so connectivity technology. So this is connect to the like so everything can connect. It's like an internet of things. So this is very powerful tool for connecting everything. So that's why the Ravio is very important. Let me briefing what you say just now. Briefing in Vietnamese. Thì như Mr. Hoshino vừa nói thì ở đây là một cái thư viện dành cho cái thiết bị Allegion 34401 này. Thì tức là có thì ở đây là mỗi một cái block này sẽ là một cái sub VI và bên trong nó sẽ có cái code. Như nó ví dụ như thế này ạ. Trong nó sẽ là cái code dành riêng cho cái sub VI này, thì mỗi cái sub VI này sẽ có một cái tác dụng, cái gọi là cái ứng dụng riêng của nó ở trong dành cho cái thiết bị này, Allegion này, 34401 này. Thì ở đây sẽ có những cái như là initialize hoặc là config, setting hoặc là dart, utilization hoặc là để close để đóng lại. Thì khi mà các bạn dùng chương trình lập trình nhóm Ravio thì các bạn có thể download một cái thư viện như thế này về, được cung cấp bởi đối tác của NI hoặc của cái chính cái thiết bị này, người ta sẽ cung cấp, hoặc là do NI sẽ cung cấp những cái thư viện như thế này, và các bạn sẽ sử dụng nó trực tiếp trong chương trình, và nó sẽ giúp các bạn làm quen cũng như là lập trình nghĩa rất là nhanh chóng, bởi vì những cái thư viện như thế này nó sẽ có sẵn những cái function cơ bản để các bạn có thể dùng. Ví dụ như ở đây từng cái các bạn đưa chuột vào trong một help thì các bạn sẽ xem được là nó dùng để làm gì. Ví dụ như cái này là config auto zero,
So on, những cái xem từng cái function của mỗi cái này, và cái này sẽ giúp, đây là lý do vì sao mà LabVIEW nó rất là một cái hệ thống rất là mạnh, bởi vì nó có một cái hệ thống thư viện rất là lớn và tương thích với rất nhiều thiết bị khác nhau, không chỉ từ NI mà cả từ những nhà cung cấp từ những bên thứ ba, và nó sẽ có cái thư viện tương ứng để các bạn có thể sử dụng. Thì đó là cái lý do mà NI nó rất là mạnh trong việc kết nối các thiết bị, cũng như là để đưa các thiết bị lên 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 trên server, trên mạng hay gì đấy, kết nối internet. Thì đó là cái ví dụ cho những cái ứng dụng mà NI có thể là cho LabVIEW có thể làm được. Okay. Okay, so this learning bit will be end. So we are providing this like an event, I think once a week, right? So once a week, so we prepare that we also explain about on the our life. So as but if you more really into want to run LabVIEW, please contact to us. So we provide so proposals for how to improve so your skills. So we so also we provide some more like useful information for you. Thank you. Thank you. Hi. Okay. Thank you. Thank you. So okay. See you. So enjoy your weekend. Thank you. Yeah, Bye bye. see you next week. Yeah, bye bye. All right, see you next year. Bye bye.